chào quý vị và các bạn. Nếu như gia đình bạn có người già hay là người bệnh phải nằm lâu một chỗ thì tốt nhất là nên sở hữu ngay một chiếc nệm chống lở loét như là Jugal Lasty. Và chiếc nệm này được sản xuất để dành riêng cho các bệnh nhân chống lở loét do nằm lâu ngày. Trong video ngày hôm nay, Meta sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cũng như là bảo quản nệm một cách tốt nhất. Người già, người bệnh không di chuyển được nằm lâu ngày sẽ xuất hiện hiện tượng lở loét do không lưu thông máu. Nệm hơi chống loét cao cấp có cấu tạo nhiều mối tạo cảm giác êm thoáng, giúp giảm tối đa lực tiếp xúc lên bề mặt da, tránh lở loét cho người bệnh. Nệm hơi lại bỏ nước trên cơ thể người nằm theo cơ chế luân chuyển áp lực theo nhịp vừa đủ nhằm tránh hiện tượng né mạch máu kéo dài gây ra tình trạng thiếu oxy cho mô, kết hợp luân chuyển áp lực giữa các mối nệm đến vị trí của bệnh nhân, giúp lưu thông máu, tránh tình trạng lở loét. Bộ sản phẩm đệm chống loét Jugal Lasty bao gồm một đệm chống loét, một máy bơm, một dây dẫn khí, hai miếng dán cùng với phần gel để đề phòng trong quá trình sử dụng các bạn có thể làm rách đệm thì vá lại. Để sử dụng chiếc đệm chống loét này thì đầu tiên chúng ta cần bơm hơi vào đệm. Các bạn kết nối hai đầu ống dẫn khí vào đệm, đầu còn lại thì các bạn kết nối với máy bơm. Sau đó kết nối nguồn điện với máy bơm, bật công tắc lên. Điều chỉnh núm vặn lên vị trí mắc. Lúc này máy sẽ tự động bơm hơi vào đệm và các bạn dàn đệm ra. Sau 15 đến 20 phút đệm sẽ được bơm đầy. Đặt nệm ở trên giường mặt phẳng, trải đệm phẳng ra, không để còn các nếp gấp. Gắn đệm với máy bơm thông qua đoạn dây nối. Bật nguồn máy bơm, máy sẽ từ từ bơm hơi vào trong đệm. Luôn giữ máy bơm hoạt động khi sử dụng, có thể điều chỉnh mức độ bơm hơi. Có thể phủ một chiếc khăn phủ giường hoặc chăn len mỏng lên trên nệm hơi, nhưng không được phủ bằng vải nhựa hay tã lót cao su, bởi vì các vật liệu không thoáng khí sẽ làm ảnh hưởng tác động đến sự lưu thông không khí và vì vậy thì hiệu quả điều trị sẽ bị giảm sút. Lưu ý vệ sinh đệm chống loét, ngăn nguồn điện trước khi di chuyển, bảo trì, bảo dưỡng hoặc là sửa chữa sản phẩm. Để máy bơm hơi ở nơi khô ráo và sạch sẽ, tránh không để đệm hơi phơi nhiều dưới ánh nắng để làm chậm quá trình cứng hóa của đệm hơi. Cần vệ sinh nệm ở điều kiện căng hơi. Sử dụng xà phòng chất tẩy rửa có độ trung tính phù hợp. Hãy dùng cồn 75% để sát trùng và để khô trước khi sử dụng. Thường xuyên vệ sinh bộ lọc ở dưới đáy và vỏ nệm. Như vậy Thu Phương đã hướng dẫn cách sử dụng cũng như là cách bảo quản nệm hơi chống loét Jugal Lasty. Và nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua chiếc nệm hơi chống loét thì có thể click lên website meta.vn hoặc để lại số điện thoại ở dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666 nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.